Xin chào các bạn đang đến với Người Trong Môn Nghề, talk show hướng nghiệp chia sẻ những câu chuyện người thật việc thật về thế giới việc làm rộng lớn ngoài kia. Và mình là Nga Lê Vi. Ngày hôm nay thì em rất là vui được đón một cái vị khách đặc biệt của Người Trong Môn Nghề, anh Lê Thanh Hòa. Anh Hòa sẽ đến để nói chuyện với chúng ta về câu chuyện sự giao thoa giữa công việc nghiên cứu học thuật và kinh doanh. Anh Hòa ơi, anh có thể chia sẻ một hai câu để giới thiệu về bản thân mình được không ạ? Cảm ơn Nga, cảm ơn mọi người. Mình là Hòa, hiện tại thì mình đang sinh sống và làm việc ở Đan Mạch. Thì quá trình học hành thì hồi xưa mình học đại học ở Sài Gòn, sau đó thì đi du học ở châu Âu, có một thời gian qua Mỹ, giờ này quay lại châu Âu. Thì ngành chính việc làm việc của mình về thuộc ngành kỹ thuật, thuộc về công nghệ nano. Anh hình như còn thiếu một phần là anh hiện đang là CEO hay là co-founder của title hiện tại của anh là Technology Manager và co-founder của Lotus Microsystem, công ty startup của anh ở Copenhagen, Đan Mạch. Thật ra thì chia sẻ với các bạn khán giả một xíu là tụi mình có cơ hội được quen với anh Hòa khi mà làm cái cuốn sách Bước Ra Thế Giới, Cầm Nang San Học Bổng và Du Học của Spyroom, mà cũng chắc là em nghĩ là sẽ sắp ra mắt trong thời gian tới thôi. Thì anh Hòa là một nhân vật rất là đặc biệt đối với Nga, bởi vì anh làm theo đuổi con đường học thuật rất là nhiều năm, làm PhD rồi postdoc, tức là sau tiến sĩ, ở cả Đan Mạch lẫn Mỹ, đúng không anh? Thế sau đấy thì anh lại tiếp tục mở một cái công ty và làm dấn sân sang mạng kinh doanh. Thì điều đầu tiên mà em cảm thấy ngạc nhiên là tại sao là một người làm nghiên cứu thì lại có thể làm cả kinh doanh được, bởi vì em nghĩ là trước giờ thì đối với suy nghĩ của em thì chắc là chỉ có thể đi một trong hai hướng thôi ấy. Thì có một cái sự giao thoa như thế thì rất là đặc biệt. Và chắc là để trước khi mà mình đến với cái phần câu chuyện anh em mình nói chuyện với nhau sâu hơn về chủ đề ngày hôm nay, thì em muốn có một cái phần thử thách nho nhỏ với anh Hòa. Anh có sẵn sàng không ạ? Ok, thì em sẽ hỏi những cái câu hỏi ngắn và em muốn là anh Hòa có thể chia sẻ những cái câu trả lời ngắn để mà mình có thể, các bạn có thể hiểu về anh Hòa hơn. Ok, đúng không ạ? Cố hết sức. Ok, câu thứ nhất là nếu bây giờ có một cái điều kiện rất là tốt, không bị giới hạn về thời gian hay nguồn lực hay là kỹ thuật gì cả, mà anh có thể làm được một phát minh, thì phát minh đấy sẽ là gì? Chắc là anh sẽ chọn làm về neuroscience. Cụ thể hơn là làm về neuroscience là khoa học về thần kinh ấy. Thần kinh. Okay. Còn cụ thể là gọi là brain brain computer interface. Giống kiểu là mình làm một cái một cái hệ thống điện tử để mình kết nối với não. Và cái đấy nó để nó nhiều lắm. Em nghe đến Neuralink của ông Elon Musk. Ông em có nghe. Anh nghĩ cái đó ít nhất là nó vừa hay, nó vừa anh thấy nó hứng thú. Nó vừa hay, nó vừa ngầu, còn ứng dụng làm gì chưa biết. Nhiều lắm. Ok. Một từ để mô tả về anh. Chắc là anh hơi tò mò. Hơi tò mò. Hơi. Ok, câu hỏi số 3. Nếu mà được chọn giữa đi du lịch vòng quanh thế giới và biết tất cả các ngôn ngữ trên thế giới thì anh sẽ chọn cái gì? Chắc là anh chọn biết ngôn ngữ. Tại sao? Chắc có vẻ tại vì anh học ngôn ngữ không có tốt lắm cho nên anh chọn cái đó. Em tưởng là mọi người sẽ thích là đi du học, đi du lịch, bởi vì là sướng hơn là học ngôn ngữ chứ nhỉ? Đúng, okay. Đúng. Nhưng mà nó cho chọn mà, mình skip cái phần học rồi mình biết thôi thì... Đúng, chính xác, ok nha. Rồi, câu cuối cùng, một cuốn sách mà anh tâm đắc nhất và muốn giới thiệu với mọi người. Cái này chắc anh không có câu trả lời cụ thể đâu, anh chỉ đọc. Thực ra anh khá là kén khi đọc sách. Chủ đề anh đang thường đọc là giờ này hiện tại về công nghệ, một chút về tâm lý học, một chút về quản trị. Còn về đầu sách cụ thể chắc anh không có. Không có, anh có thể giới thiệu Người Trong Môn Nghề của Spyroom. Để anh sẽ đọc. Anh sẽ đọc và giới thiệu cho các bạn giúp em nhé. Ok, cảm ơn anh. Ngày hôm nay thì như đã chia sẻ ở đầu chương trình với cả các bạn thì chúng mình sẽ nói về câu chuyện là sự giao thoa giữa con đường nghiên cứu học thuật và con đường kinh doanh, mà anh Hòa sẽ cùng chúng ta đi xuyên suốt hai con đường đấy và xem là nó giao cắt nhau ở đâu. Thì đầu tiên là em muốn hỏi anh về cái hành trình đi học, đi nghiên cứu của anh. Thì nó đã bắt đầu như thế nào và con đường nào mà dẫn dắt anh có thể gọi là đi một cái chặng đường nghiên cứu rất là dài như thế? Em thông qua cái việc mà làm việc với anh trong cái cuốn về san học bổng và du học á, thì em biết là anh đã từng sang Na Uy này, xong rồi Đan Mạch này, xong rồi sang Mỹ đến Harvard, đúng không, một ngôi trường rất danh giá, xong rồi lại quay về Đan Mạch cho cái phase sau. Thế thì câu chuyện nghiên cứu nó đã bắt đầu như thế nào và anh có thể chia sẻ một chút về hành trình đấy được không? Ok,
câu chuyện nghiên cứu chắc là bắt đầu từ thời học đại học em. Hồi xưa học mà khoa điện tử viễn thông của Đại học Bách Khoa trong thành phố Hồ Chí Minh ạ. Thì thường thường cái lúc đầu anh chưa nghĩ đâu, thực ra học đến năm tư mà chưa nghĩ chuyện du học đâu, do anh văn là sửa kém. Nên đến bắt đầu năm cuối năm tư thì có gặp một vài người thì bắt đầu mới ok, chắc mình cũng có thể mình đi du học được nếu mình biết anh văn. Thì đoạn đó thì anh mới tập trung học anh văn nhiều hơn, xong rồi cũng có may mắn là có một cái trường đại học bên Na Uy á. Họ về họ cho học bổng, cho học bổng master ở trường Bách Khoa. Ở trong cho trường Bách Khoa, trường Bách Khoa, trường quốc tế và trường Bách Khoa Đà Nẵng nữa. Thì bọn anh nộp thôi. Thì may mắn làm sao hồi đó bạn anh trường anh còn chưa có cả bằng anh văn nữa, chỉ có nói tiếng Anh từ xíu thôi, mình qua được vòng phỏng vấn rồi mình đi. Thì là sau đó anh học ở Na Uy 2 năm, 2012 đến 2014. Sau đó thì anh có một cái gap tầm 4 tháng anh về Việt Nam 4 tháng, sau đó lại tìm học bổng PhD, học bổng tiến sĩ đi học tiếp. Thì lúc đó sau đó anh chọn đi Đan Mạch. Làm đó 3 năm, sau rồi lại một cái postdoc đầu tiên. Xong rồi đến cái postdoc thứ hai. Ở Đan Mạch thì anh vẫn nghiên cứu về công nghệ nano. À đúng, cái này sorry cho anh skip cái đoạn này, nhưng mà ngành học đại học của anh là ngành điện tử viễn thông đúng không? Vâng. Là thực ra nó khá là nặng về bên điện, nó là ngành dạng như là ngành kỹ thuật cơ bản vậy. Sau rồi qua bên Na Uy anh học chuyên sâu về công nghệ nano. Là chủ yếu là công nghệ chế tạo, nhưng còn làm nghiên cứu thì làm về công nghệ nano và ứng dụng về y sinh. Xong rồi qua bên PhD, bên tiến sĩ, bên Đan Mạch anh lại làm về điện, tức là combine, mình gộp lại cái ngành học hồi đại học, xong rồi gộp thêm ngành đại học bên Na Uy, ngành mới Na Uy, thành nghiên cứu về chuyên sâu về điện tử nhưng mà dùng công nghệ nano. Điện tử nhưng mà tức là cuối cùng những cái gần như là gọi là vi điện tử. Thì cái này bắt đầu là cái này là cái mà sau này công ty của anh lập lên cũng làm về cái này. Là từ đề tài tiến sĩ của anh. Nhưng mà đương nhiên là lúc công ty bắt đầu luôn là lúc bọn anh làm năm 2 tiến sĩ. Nhưng mà mình làm startup mình đâu có tiền đầu tiên, nên mình phải kiếm cái job để mình làm song song thôi. Là bọn anh ba đứa đều quyết định là thôi làm postdoc. Thì cái postdoc đầu tiên là ở Đan Mạch, chuyện là chuyện ngành khác, cũng giống với công nghệ nano nhưng mà là ứng dụng về hóa. Ứng về phản ứng phản ứng chất xúc tác các kiểu. Nghiên cứu chất xúc tác, sau đó là hơn một năm hay sao đó thì anh được xuất làm việc, cũng là nghiên cứu sau tiến sĩ ở Harvard. Thì anh đi đó làm 2 năm rưỡi. Qua đó ngành lại đổi lần nữa. làm về chuyên sâu và nghiên cứu cơ bản thôi, không có ứng dụng luôn. Mấy cái trước là toàn nghiên cứu ứng dụng mà. Đó là cái khoảng cách nghiên cứu ra đến thị trường nó ngắn, còn nghiên cứu cơ bản là gần như là mình không biết khi nào nó ứng dụng luôn. Thì là cái anh làm bên Harvard. Thì là lúc anh chuyên sâu vào về vật liệu từ rồi nghiên cứu về nhiều thứ khác. Ở bên Harvard thì cái công việc nghiên cứu của anh có gì khác với cả bên Đan Mạch không ạ? Bên Harvard thì lúc anh qua anh làm 2 năm rưỡi và công việc chủ yếu là nghiên cứu về cơ bản. Đấy là nghiên cứu cơ bản về vật liệu từ, về cũng là mấy cái thiết bị kích thước nano. Rồi đoạn cuối của cái postdoc bên Harvard thì anh có làm thêm về cái mảng hoàn toàn khác là mảng global warming. Tức là trong một cái chương trình postdoc thì mình có thể nghiên cứu về những cái đề tài khác nhau ạ? Có, nhưng mà bình thường là không em. Thực chất là bình thường là không, nhưng mà có cái điểm đặc biệt của cái viện nghiên cứu hồi ở Harvard đó, là có rất là nhiều tự do để chọn đề tài và chủ yếu là mình thích thì mình làm đó. Nó thẳng hơn là ông thầy thích gì ông thầy làm đó. Nhưng mà thầy anh thì ở giữa chừng thì ông kiểu như là mình chuyển hướng nghiên cứu á. Hồi xưa giờ là ông làm về nghiên cứu về cơ bản, về vật liệu, mọi thứ. Sau đó tự nhiên tầm đầu 2020 thì phải, ông sau khi đọc một số báo về cháy rừng ở Cali á, mà mình nóng quá trời trong cháy rừng á, thì bắt đầu tự nhiên chuyển hướng toàn bộ luôn, là nghiên cứu về global warming rồi gọi là biến đổi khí hậu. Nói chung hoàn toàn khác, nó không liên quan đến nhau hết. Thế là anh cũng đi nghiên cứu về biến đổi khí hậu luôn. Sau đó thì không, anh thì không đi chuyên sâu về nghiên cứu solution cho giải pháp cho thầy lắm. Tức là cái chuyện là giải pháp là ông đưa ra. Nhưng mà tức là nó cũng là dựa trên những công nghệ. Thì để kiểu là chứng minh những công nghệ đó nó có được hay không thì anh là giúp thầy là thiết kế với cái máy chạy bằng năng lượng mặt trời, rồi kiểu vậy, 3-4 máy gì đó. Nếu là cái phần ngoài cái phần việc mà mình được tuyển vào để làm cũng vui, nói chung cũng vui. Sau đó thì ông cũng lập ra một cái tổ chức gọi là Mere Reflection.
Sau đó thì giờ này ông không làm, không đi theo đường học thuật nữa, bỏ đường giáo sư luôn rồi. Giờ này là gọi là full time environmental activist luôn rồi. Trở thành nhà hoạt động môi trường toàn thời gian. Toàn thời gian luôn. Mà 6 tháng rồi chứ, 8 tháng rồi. Ông cứ gọi là đi lang quanh châu Âu để thuyết trình, rồi để raise, để tăng gọi vốn ạ, phải gọi vốn cũng, cũng có gọi vốn, kiểu là mình thuyết trình xong rồi để cho raise awareness, sorry nha, tăng nhận thức của con của ở trong trường đại học này, trong tổ chức chính phủ phi chính phủ về vấn đề này thôi. Sắp tới sẽ chắc là về qua lại Mỹ. Khá là amazing, khá là đặc biệt. Quay lại câu chuyện về cái con đường của anh đi thì em nghĩ là từ cái lúc mà ở Việt Nam ở trường Bách khoa Hồ Chí Minh đúng không? Xong rồi đến đến lúc mà tận lúc ở Harvard thì anh đi qua khá là nhiều cái giai đoạn khác nhau, nghiên cứu khác nhau nữa. Từ về mặt điện tử đúng không ạ? Ngành điện tử, kỹ thuật điện tử này, xong rồi đến ngành công nghệ nano này, xong rồi lại cái gì nhỉ? Y sinh rồi điện tử vật liệu đấy. Thì anh có gặp khó khăn gì trong cái quá trình mà mình phải đi qua rất là nhiều cái mảng, cái câu chuyện nghiên cứu khác nhau như thế không ạ? Thực chất thì khó khăn có, nhưng mà phần lớn khó khăn để khi mình chuyển ngành với anh đi thì là tập trung vào 1-2 tháng đầu khi mình phải đọc rất là nhiều tài liệu về ngành khác, xong rồi mình thực chất là mình phải học lại. Hơi là lạ, nhưng mà anh lại rất là thích cái giai đoạn đó. Chắc có là lý do anh chuyển ngành khá nhiều. Thì kiểu như là khi mà mình bắt đầu mình học cái mới, xong rồi mình lại tiếp thu được cái mới một thời gian sau là mình lại hiểu được mình lại thích. Thì, cái cảm giác vượt qua được cái sự gọi là bỡ ngỡ lúc đầu đúng không? Là nó làm cho mình có một cái chất kích thích gì đấy. Đúng có. Được cái là sau khi mình đi qua nhiều ngành thì mình có một cái bức tranh tổng thể nó khá là tốt về tất cả các ứng dụng, tất cả không đúng nhưng một số ứng dụng chính của công nghệ nano. Nhưng mà có một cái thời điểm hay một cái khoảnh khắc hay một giai đoạn nào đấy mà anh cảm thấy rất là áp lực hay rất là bối rối không? Có anh có gặp khó khăn gì về, em không biết nhá, em cứ thử lấy cái ví dụ như về định hướng, về tài chính, về tất cả mọi thứ không? Tài chính thì không, thực chất cái chuyện một trong những cái điểm mạnh rất là lớn khi làm tiến sĩ, sau tiến sĩ ở Bắc Âu á, ở Đan Mạch á, thì lương họ trả cho mình theo một như người đi làm chứ không phải như sinh viên, như sinh viên, cho nên cái vấn đề về tài chính thì anh may mắn là anh không có gặp. Tức là đủ sống đúng không? Đủ sống. Sống happy, ok. Cũng khá đủ dư dả để đi du lịch. Thế là sơ mãn nguyện rồi. Thực chất chắc có lẽ là về mặt khó khăn, có lẽ là về một chút về kỹ thuật thôi. Còn anh xưa giờ thì phần định hướng á, thì chắc là thời học sinh, sinh viên cấp 2, cấp 3 có vẻ là mất định hướng nhiều hơn là thời đi học đại học. Sau này rồi thì con đường nó khá là suôn sẻ theo kiểu là mình biết mình muốn gì á, xong mình cứ đi thôi. Còn cũng không nghĩ nhiều chuyện tương lai mình đi đâu làm gì lắm, do là tính anh thôi, tức là đến đâu mình làm tốt đến đó thôi. Còn đường tương lai đến lúc nó sẽ hiện ra thôi. Nói về nghiên cứu, nói về khó khăn trong nghiên cứu, chắc là có lẽ là một lần thời nghiên cứu tiến sĩ là giai đoạn nó có thể là giai đoạn đầu khó khăn nhất. Khi mà mình có ý tưởng, mình trình bày ý tưởng với thầy, mình trình bày ý tưởng với toàn bộ cái project, hồi đó project của anh cũng nó hơi lớn đó, nó có tầm mấy chục người đó, thì mình phải thuyết phục họ để mình cho mình làm. Một hồi mình thuyết phục được rồi nhưng họ vẫn chưa tin. Cứ tầm 3 tháng họp project lớn một lần thì họ lại hỏi là họ không hỏi anh trực tiếp đâu, họ hỏi thầy anh là mày có backup plan nào không? Là mày đã làm được thì sao? Thì cái đoạn đầu 1.5 năm nó khá là stress về chuyện đó. Làm xong mọi người cũng rất là vui, cho là ok mày làm được. Mặc dù tao lúc đó tao không tin lắm nhưng ok mày làm được rồi, mày được rồi. Thế thì ngoài những cái khó khăn thì có một cái kỷ niệm hay cái trải nghiệm vui gì không? Vui thì nhiều. Tại năm đầu tiên PhD của anh, anh may làm chung với anh có hai người bạn làm chung PhD luôn. Thì cái vui đầu tiên trong cuộc sống là đoạn đó là có ba đứa cứ chơi chung, đi chung, đi làm thí nghiệm chung, rồi về chung, rồi cuối tuần cũng đi lâu đi nhậu chung nữa. Có phải là các bạn Việt Nam hay là các bạn nước ngoài? Hai người đấy là hai người ý, cùng tuổi anh luôn. Cùng tuổi làm cùng lúc luôn, ra trường cùng lúc luôn. Còn về mặt công việc đi thì cái vui nhất chắc là cái đêm buổi chiều hôm chắc là thứ tư phải. Anh không nhớ được cụ thể ngày thôi. Nhưng chắc tầm tháng 5, tháng 6, 2015 á, lúc anh làm xong cái kiểu như là mình chứng minh được cái idea là cái ý tưởng là mình làm được á. Ngày mới là ngày vui nhất. Ok.
trong em nghĩ là cái quãng thời gian mà anh đi làm nghiên cứu từ lúc mà mình học xong Bách Khoa Hồ Chí Minh đi thì nó cũng khá là dài đúng không? Nó khoảng không biết có đến 10 năm. 10 năm em. 10 năm. Cũng phải đâu đấy tầm gần 1/3 cuộc đời nhỉ? 1/3 cuộc đời gì đó đúng không? Đến thời điểm hiện tại vậy. Thì anh học được gì từ 10 năm đi làm nghiên cứu như thế? Nếu mà để rút ra. Thật ra nhiều, nếu mà nghĩ chuyện nghiên cứu chỉ đơn giản chuyện vào lab thì nó thật ra nó không có đủ lắm. Nói về kỹ năng đi ha. Thì kỹ năng nghiên cứu từ lúc học thì không bàn là kỹ năng học, kỹ năng tiếp thu, tìm tài liệu, đọc tài liệu, rồi tổng hợp kiến thức các kiểu đi. Nhưng mà sau đó khi mà mình càng học lên thì nó có thêm nhiều kỹ năng mềm khác, ví dụ kỹ năng quản lý về dự án, kỹ năng lên kế hoạch, xong kỹ năng thực hiện kế hoạch nữa. Rồi mình phải dự đoán trước cái rủi ro nào có không có kiểu nó có bị ảnh hưởng đến chuyện là ghi trễ dự án hay không, ảnh hưởng nhiều, tại vì nhiều khi mình làm một project lớn thì một là việc của mình phụ thuộc người khác hay là việc người khác phụ thuộc mình phải cao nó. Thì những cái skill như vậy này đó, thì nó được chuyển ra và được anh giúp anh khá nhiều khi mà ví dụ khi mình làm công ty. Cụ thể chắc là về mặt quản lý dự án, project management. Còn về mindset đi, thì cái mindset như em thấy nguyên quá trình anh học từ đại học đi đến tận năm ngoái luôn á thì vẫn theo con đường đi theo giáo sư. Thì chuẩn bị 10 năm rồi, gần được rồi, thì lúc gần được rồi lại quyết định bỏ. Ít nhất là ngay bây giờ thì anh tạm dừng cái con đường học thuật lại, chuyển sang công ty. Nhưng mà về cái thật là anh bị ảnh hưởng khá nhiều khi anh làm chung với giáo sư ở bên Mỹ, bên Harvard. Ông người rất là trẻ, thực ông hơn anh chỉ có 3 tuổi thôi. Nhưng mà về mindset, về cách làm việc, về tính cách mọi thứ hay lắm. Nên học được nhiều nhất là từ ông, từ 2 năm rưỡi đó. Kỳ như là xưa giờ mình cứ đi theo, mình cứ nghĩ là mình phải đi, mình học này một thời gian, mình postdoc xong mình lại xin xuất giáo sư ở trường, mình dạy, mình lại làm vậy thôi. Nhưng mà tiếp xúc với ông thì như nãy anh nói là ông chuyển ngành cái bụp, không suy nghĩ gì hết. Câu nói của ông đi là... Đi theo tiếng gọi của trái tim đúng không? Câu nói của ông là tao không cần quan tâm tao ở đâu hết, miễn là công việc của tao làm tao thích và cái sự ảnh hưởng của tao làm ra là tốt là được rồi. Thì anh lấy cái đó y chang và apply vào chuyện anh công việc của anh. Tính tế làm chuyện là mình thích nghiên cứu thật đó, nhưng mà cũng không nhất thiết là mình phải con đường học thuật để mình làm nghiên cứu. Thì cuối cùng anh ra làm công ty, anh cũng làm nhiều về nghiên cứu, cũng có sinh viên, mình có hướng dẫn sinh viên, cũng có xuất bản bài báo kiểu, thì nó cũng như vậy thôi. Chẳng qua là có thể cái chủ đề nghiên cứu nó hẹp hơn và nó phải đi theo hướng có lợi cho công ty thôi, ứng dụng nhiều hơn đúng không? Em nghĩ rất là thú vị. Mình vừa nói một chút về cái con đường nghiên cứu rồi thì em nghĩ bây giờ có lẽ mình sẽ chuyển sang cái giai đoạn 2 cuộc đời của anh. Đấy là con đường kinh doanh. Thì thật ra là nhá, em thấy là những người làm nghiên cứu thì có lẽ xu hướng giống như anh vừa chia sẻ ấy, là họ sẽ tiếp tục lên cao làm giáo sư đúng không, hoặc là đi giảng dạy, hoặc là kiểu tư vấn cho các công ty hay sao sau đó, nói chung là cũng có khá là nhiều định hướng. Nhưng mà với anh, cái cơ duyên nào lại khiến cho anh bắt đầu vào con đường startup? Em nghĩ là cái việc mà đi làm kinh doanh, làm doanh nghiệp thì nó đã là một cái nó khác so với nghiên cứu rồi, nhưng mà lại còn startup nữa thì lại còn rất là khác luôn ấy. Thì bản thân em cũng là người làm startup, em biết là nó có nhiều cái kiểu chaos, kiểu hỗn loạn khác cực kỳ so với cả một cái doanh nghiệp bình thường. Thế thì cơ duyên nào mà anh bước vào con đường đấy? Thì nó bắt đầu từ lúc anh làm cuối năm 2 thời tiến sĩ. Là trước hết thì cái kết quả nghiên cứu của anh năm nhất, hết năm nhất là bọn anh có nộp một cái bản sáng chế. Thực chất là để bảo vệ cái đó thôi. Nhưng mà sau đó thì lúc anh làm cùng một người và giờ bạn nó cũng là co-founder, hiện tại là CEO á. Thì bọn anh mới nghĩ là thử làm cái này có được không. Hồi đó nó chỉ ở dạng prototype thôi, một dạng cái sản phẩm mẫu thôi, để mình xem coi nó có chạy hay không. Và thì lúc đó nó chạy xong mới nghĩ là thực ra mới so sánh ra những sản phẩm khác nó là tốt hơn. Thì lúc đó bọn anh mới bắt đầu là tại vì cái project bên châu Âu á, họ quản lý về mặt tài chính rất là chặt chẽ, cho nên mình ví dụ như mình muốn làm cái riêng đi ha, mình phải tìm cách mình tìm tiền cho để làm, chứ mình không thể nào dùng tiền của đề tài mình làm cái mục đích riêng của mình được. Thế lúc đó bọn anh lại may mắn cái là trường bọn anh bên Đan Mạch á, họ có rất nhiều cái chương trình để hỗ trợ cái chuyện mà sinh viên để lập công ty, có một cái ý tưởng mới. Thì nó có nhiều giai đoạn lắm, nhưng cái giai đoạn đầu tiên ví dụ là họ cấp một cái số tiền nào đó để mình làm, mình kiểu như là mình trang trải cái chi phí làm thí nghiệm rồi tạo sản phẩm thôi.
thì bọn anh phải đến sống trong cái gọi sống dựa trên cái tiền của trường á, chắc cũng phải khoảng một năm, hơn năm. Thì sau đó thì bọn anh lại cứ như là mình đi từ từ lên, mình phát triển sản phẩm. Đến giai đoạn đó thì bọn anh không dùng tiền của trường nữa mà chuyển sang là mình nộp tiền từ chính phủ. Nó có tổ chức, cũng không phải chính phủ nhưng mà một tổ chức chuyên cấp một cái quỹ nghiên cứu cho công ty hoặc là cho trường đại học á, thì họ hỗ trợ trường này. Thì mọi thứ đều bắt đầu từ trường cả. Mà cái ý tưởng là cũng do là cái ngành nghiên cứu của anh lúc đó nó khá gần với thị trường, cho nên cái chuyện mà mình phát triển sản phẩm từ cái khoản nghiên cứu lên sản phẩm có thể mà thương mại hóa được á, thì nó cũng khá là gần. Còn sau đó thì nó như những công ty startup khác thôi, mình cứ lại mình gọi vốn rồi lại cái chương trình nó lập lại thôi. Thì chắc là học về gọi là cái những kỹ năng để gọi vốn, nó kiểu chắc là từ lúc học PhD đâu. Đúng không? Xin học bổng. Cũng gần như vậy đúng không? Thay vì mình thuyết trình cho giáo sư, mình giờ mình thuyết trình cho một nguyên cái panel họ có họ làm về công ty, họ là CEO các kiểu. Anh có thể bật mí một tí về công ty của anh được không? Tại sao nó lại tên là Lotus Microsystems? Và nó sản phẩm của nó về cái gì ạ? Gọi là thì, PR một chút trên okay, kênh của em thôi. Anh nói về tên trước ha. Cái tên là Lotus Microsystems. Cái Lotus đó là vì thực chất đó là vì công ty có 3 co-founders. Anh là một người, còn hai người kia là hai người bạn anh, là hai người đại Ai Cập. Này lại hoàn toàn là ngẫu nhiên thôi, là Việt Nam mình đúng không? Quốc hoa là hoa sen. Ai Cập cũng vậy. Chỉ có là khác loại thôi. Cũng là hoa sen. Thì là bọn anh chọn là chung. Sunin đúng không? Nhưng mà ở bên Ai Cập thì nó có một cái ý nghĩa khác cho chuyện cái hoa sen á, là kiểu như là sự tái sinh á. Thực chất trong ngành chính của bọn anh là ngành điện tử công suất. Thì ngành này công nghệ nó hơi kiểu như nó hơi bão hòa trong bao nhiêu năm rồi á, thì một cái ý nghĩa sâu hơn trong cái tên á là muốn tái sinh cái ngành này, muốn thổi cái gió mới ra cho cái ngành này đúng không? Còn cái microsystem thì chỉ là một ngành để cái từ để nói về cái ngành liên quan đến nano thôi, liên quan công nghệ micro và nano. Okay. Thế thì sản phẩm của tụi anh là gì? Em nghĩ là nó là một sản phẩm khá là tốt so với thị trường như anh nói đúng không? Thì kinh doanh của nó chắc là cũng ok. Thực chất thì cũng tùy vào định hướng của công ty là theo hướng bán sản phẩm hay là mình xem mình như một công ty công nghệ, mình phát triển sản phẩm mà phát triển công nghệ, sau đó mình bán công nghệ, hoặc là mình từ công nghệ đó mình làm sản phẩm khác. Thì sản phẩm chính của anh á là làm những bộ chuyển áp, tiếng Anh nó gọi là DC DC converter. Thì bình thường thì họ sẽ sử dụng công nghệ mà làm ra mạch in điện tử bình thường á, là nó dựa trên cái gọi là fiberglass substrate. Thì bọn anh thay vì dùng cái đó thì bọn anh dùng mọi thứ trên silicon, tức là cái nó gọi là silicon wafer. Thì nó là một cái material, cái vật liệu bắt đầu để mình chế tạo chip CPU hay là những cái đó, là mọi thứ đều được chế tạo dựa trên cái đó. Thì bọn anh dùng công nghệ chế tạo hoàn toàn khác luôn để làm cái này. Còn sản phẩm thì nó là những chip nhỏ thôi em, giống như những cái linh kiện điện tử nhỏ thôi, tầm vài mm vuông thôi, nhỏ xíu xíu. Thực chất anh làm cái cạc physics, nó có cái sản phẩm anh cho nó đây này. Là đây là sản phẩm thật này. Đó, là anh vì nó mỏng mà, tại vì nếu mình làm được càng mỏng thì những cái ứng dụng mà nó yêu cầu cái space rất là nhỏ thì mình có thể dùng cái này vào. Thì ví dụ như nó có thể dùng trên những dụ cái thẻ ngân hàng, gửi ID các thứ đúng không ạ? Hay là em không biết nhá, em chỉ đang đoán mò thôi. Đây là ứng dụng này, nó về mobile phone, về hearing aid, về headset các kiểu. Rồi. Có thể tích hợp vào trong các cái thiết bị bé đấy. Đúng rồi. Thì những thiết bị đó thì họ yêu cầu mình phải giảm kích thước rất là nhiều. Mình giảm kích thước nhiều được thì mình phải dùng công nghệ nano thôi. Thực chất công nghệ nano nó ý nghĩa là tất cả cái kích thước rồi của những cái features nhỏ đó của sản phẩm nó giảm nhỏ xuống, hay gọi chung là công nghệ nano micro. Thế em tò mò thêm một tí về câu chuyện công ty của anh nhá. Thế bây giờ bọn anh đi theo hướng bán sản phẩm hay là hướng bán nghiên cứu? Thực ra cái chuyện bán sản phẩm nó vẫn có thể tạo lợi nhuận được. Nhưng mà nó phụ thuộc vào chuyện là mình có thể bán được bao nhiêu sản phẩm. Thì hiện tại bọn anh đang tập trung chính vào ngành là mình cho những cái wearables về máy trợ thính này, về headset này. Nó những ngành rất là tốt, nhưng thực chất về bảo số lượng nó không quá nhiều, cho nên bọn anh đang sử dụng những khách hàng đó. Đương nhiên mình vẫn bán sản phẩm nha, nhưng mình dùng họ như là những cái khách hàng đầu tiên để mình
trình bày cái hoặc là mình showcase cái technology mình thôi, công nghệ mình thôi. Còn sau này đương nhiên là định hướng công ty chắc là vẫn phải theo hướng vừa bán sản phẩm và vừa tạo công nghệ. Tức là cái chuyện mà sale vẫn xảy ra bình thường, và cái phòng R&D vẫn phải làm việc bình thường để làm ra những cái sản phẩm mới rồi công nghệ mới rồi phải đăng mà sáng chế mới các kiểu. Dùng là đó là công ty công nghệ là hai việc đó là hai việc luôn phải song song với nhau. Rất là thú vị. Em tò mò là một ngày làm việc của anh hoặc ở công ty của anh thì diễn ra như thế nào? Thì nó khác rất là nhiều so với thời anh làm cả hai bên. Cả hai bên thực ra mình phải phân bố thời gian thế nào cho hợp lý về chuyện làm thế nào làm lab, thế nào lên công ty meeting các kiểu. Nhưng bây giờ thì chỉ làm một bên thôi, chỉ làm một công ty thôi, thì thường ngày anh dậy tầm 5:30, chủ yếu để tránh kẹt xe. Tại vì bên kia mà đi trễ tí xíu thôi là kẹt xe dữ lắm. Nhưng mà không phải hả? Tại vì nó cái trục đường chính á, người ta vào thành phố, người ta ra thành phố đi làm á, nên thường nó kẹt xe. Thì anh dậy tầm 5:30, xong rồi ăn sáng tập thể dục các kiểu, xong rồi 6 giờ hơn chạy đến công ty. Từ 6 giờ 9 giờ thì mình làm việc riêng thôi. Mình làm cái việc là mình cần làm, không liên quan đến người khác thì mình làm. Sau đó bắt đầu meeting các kiểu đến 9 giờ thì nó cả ngày dài thôi. Rồi nói chung nó cái môi trường nó năng động hơn nhiều so với thời anh làm trong trường đại học. Cho nên mình phải nói chuyện với nhiều người, phải discuss nhiều người rồi không phải mình một mình nữa. Còn công việc chủ yếu mà nhiệm vụ của anh trong công ty á là hiện tại đang làm quản lý về cái chuyện nghiên cứu phát triển sản phẩm và công nghệ, rồi làm về quản lý về chuyện cái chuỗi cung ứng, cái supply chain cho cái quá trình sản xuất, rồi cả về cái raw material mọi thứ luôn, rồi và quản lý luôn cái chuyện mà khi mình đưa sản phẩm từ kiểu như là gọi sao chuyển sang chuyển giao công nghệ từ cái phòng lab của mình sang nhà máy cỡ lớn á, để mình làm mass production, mình làm sản xuất số lượng lớn. Em thấy cũng cái chuyên môn cũng khá là rộng đúng không? Tức là ngoài chuyện kỹ thuật, ngoài chuyện nghiên cứu R&D để kiểu phát triển tiếp các cái công nghệ cho tương lai của công ty thì mình cũng còn phải liên quan đến supply chain, tức là chuỗi cung ứng rồi đầu vào đầu ra, quản lý nhà máy các thứ, cũng khá là đa di năng. Anh có cảm thấy mình bị quá tải trong công việc của công ty chưa? Không, thực ra rất là thích, có thể giới tính anh thôi. Còn thích làm nhiều thứ cũng đúng. Hồi nãy nó hơi tò mò đúng không? Cho nên thích học, thích được tiếp xúc cái mới, thích được học thêm những kỹ năng mới, rồi gặp người mới, kiểu nên nó cũng không quá stress. Thực ra không quá stress, công việc thì nhiều nhưng không quá stress. Thì đương nhiên là làm việc thì nếu mình cứ ở mãi trong chuyên môn của mình nó gọi là chuyên gia. Đúng không? Còn nên mình mở rộng một tí xíu nữa thì mình phải học thêm thôi. Chuyện học thêm chắc là ai cũng phải học thôi, chắc là mình đúng không? Anh có bao giờ gọi là gì, nghĩ về một cái bức tranh lớn hơn, một cái đường xa hơn cho Lotus Microsystem? Tức là mình tạm gọi một cái từ hơi sang một tí, gọi là vision đi, gọi là tầm nhìn của công ty. Có em. Cái tầm nhìn của anh đối với công ty của anh là gì? Thực ra cái gọi là con đường phát triển về công nghệ bọn anh có, đến hiện tại là chỉ nhìn là có gồm tầm 5 bước đi. Bọn anh chỉ mới bước đầu tiên thôi. Tức là anh đã nhìn ra 5 bước rồi. Thì bọn anh đang làm được bước đầu tiên rồi, chuẩn bị làm bước thứ hai. Thực chất là khi mà anh quay lại Đan Mạch á là vào làm đầu tiên bước thứ hai luôn. Thì nếu mà nó gọi khoảng thời gian thì đó chắc tầm phải 5-7 năm để phát triển hoàn toàn luôn cái công nghệ này. Thì vision bọn anh thì bọn anh muốn mình là công ty không quá tập trung về sản xuất. Thực chất là nếu mình tập trung quá về sản xuất thì cái bộ máy để mình quản lý cái chuỗi cung ứng cho những khách hàng số lượng lớn như vậy rất là lớn, chi phí cực cao, và cái chuyện mà quản lý nó cũng không dễ nữa. Bọn anh muốn tập trung mà gọi là long term thì là chắc là tập trung vào mình là công ty công nghệ, mình sở hữu trí tuệ. Mình sở hữu về những cái gọi là sáng chế đúng không? Gọi là technical know how đó, để trong công ty để mình làm nó như thế nào các kiểu. Rồi sau khi đó thì mình có thể mình cũng có thể outsource cái chuyện sản xuất các kiểu cho người khác. Cũng khá là một cái bức tranh rất là vĩ mô đấy, và em hy vọng là anh Hòa và các hai người co-founder của anh có thể cùng đạt được đến cái bức tranh đấy. Em thì em cũng có cái trải nghiệm làm startup, và em nghĩ là cái startup của em nó không được màu hồng như của anh. Không biết có phải là em làm ở Việt Nam hay không, nhưng mà em nghĩ là chắc mỗi nơi có khó khăn khác. Hoặc là anh rất là có
có một cái cơ duyên mà anh kết hợp được nó với con đường nghiên cứu của anh ấy, thì mọi thứ nó đến khá là tự nhiên. Thực ra nó cũng có khó khăn đó, đặc biệt về mặt quản lý ban đầu, tổ chức công ty ban đầu. Nhưng mà sau khi có chút khó khăn ban đầu về chuyện gọi là hơi có ý kiến trái chiều nhau về cách quản lý, cách vận hành tổ chức công ty thế nào, bọn anh quyết định là ba co-founder là background là kỹ thuật, thì phải làm việc kỹ thuật đầu tiên, làm tốt đã, sau đó mới lo chuyện khác. Và mình không quá lấn sân ra những cái mình không biết. Mình phải học và phải có người để mình đi theo chứ không thể mình mò từ đầu được. Đó chính là lý do mà khi bọn anh tổ chức bộ máy công ty đi, thì những vị trí về, ví dụ như giờ anh làm về quản lý, về chuỗi cung ứng mọi thứ đúng không, sau này bọn anh sẽ tuyển một người gọi là chuyên nghiệp về đó để mình họ làm nó thật tốt. Chứ anh nghĩ là mình quản lý cũng vui đó, nhưng còn mình nên làm tốt cái domain của mình, làm tốt cái mạng của mình trước. Đừng ngại mà cũng không nên ôm quá nhiều. Đúng rồi. Vì chưa chắc mình đã làm tốt bằng người ta. Cái này em cảm thấy rất là đồng cảm với cả cái nhận định đấy của anh Hoài, bởi vì bản thân trong cái startup của bọn em, của Spyroom cũng thấy, tức là ban đầu thì mình phải là người làm tất cả mọi thứ, và mình nếu mà không có ai làm thì mình là người cuối cùng sẽ phải làm nó và cố gắng hết sức để làm nó. Thế nhưng mà khi mà đến một cái mức phát triển nào đó thì mình nên thả bớt ra. Đúng rồi, mình nên đi xuống để nhường cho những người thực sự phù hợp hơn, và họ có thể làm tốt nhất cái công việc. Họ làm sẽ tốt hơn. Đúng rồi. Và em nghĩ cái đấy là một cái rất là quan trọng trong câu chuyện quản trị. Mà thực chất luôn cái chuyện mà những quan điểm bình thường khi mình làm công ty ra đúng không? Mình muốn làm chủ đúng không? Mình muốn quản lý tất cả. Cái gì mình cũng phải. Đúng rồi. Không thấy mọi người đúng không? Nhưng mà cái quá trình lúc mình thả bớt ra, quá trình mình cảm thấy hơi mất mát tí xíu, nhưng mà nó cho cái chuyện là cho công ty tốt hơn. Đúng rồi. Chứ không phải làm nó xấu đi. Đấy thì quản trị được bản thân trong những cái tôi nghĩ đấy cũng là khó khăn. Nhưng em nghĩ là đấy là một cái hành trình mà những người lãnh đạo công ty học để mà có thể trưởng thành hơn, thì đấy cũng là một giai đoạn khá quan trọng. Vẫn đang trong quá trình học thôi. Đúng rồi. Nếu mà bọn em hay đùa với nhau là nếu mà giả sử một ngày mà mình không còn phù hợp để ngồi ở vị trí này nữa thì mình sẽ xin thôi để những người khác có thể làm tốt hơn công việc của họ. Tại mình cái mục đích của người, hoặc là cái gọi là nhiệm vụ của những người sáng lập ấy, là cho công ty làm sao phát triển tốt nhất, chứ không phải là người nắm quyền. Đúng rồi, chính xác. Mình vừa mới đi qua hai cái con đường của anh, một câu chuyện về nghiên cứu học thuật, một câu chuyện về kinh doanh. Em thấy là trên mỗi hành trình đấy thì em cảm nhận được từ câu chuyện của anh là anh là một người rất là nhiều năng lượng và sự gọi là say mê trong những cái con đường đấy ấy. Thì em muốn bây giờ mình giả sử nó là hai cái vòng tròn đi, thì bây giờ nó có một cái giao điểm. Thì anh nhận thấy là giữa câu chuyện học thuật, những câu chuyện nghiên cứu và câu chuyện kinh doanh thì nó có những cái gì giống nhau và có những cái gì khác nhau? Chắc anh nói về mặt nghiên cứu sang kinh doanh đi. Kinh doanh chưa làm đủ lâu để anh nhận định nó một cách đúng nhất. Nhưng mà về nghiên cứu anh làm cũng khá lâu rồi. Thì thực ra cái quan trọng nhất có lẽ là trong quá trình anh làm việc về mảng nghiên cứu là, hay là cho nhiều người khác đi, thì quan trọng nhất là thái độ làm việc thôi. Tức là thái độ làm việc là lúc mình làm việc mình làm hết sức này, nhưng mà lúc mình tiếp thu cái mới, hoặc là mình khi mà mình tiếp thu nó, mình gặp những người mới mà có những cái họ là chuyên gia trong ngành khác á, mình kiểu như là mình phải bỏ cái tôi mình xuống, mình học cứ như là mình đã sinh viên năm nhất vậy á. Đừng nghĩ là ok tao tiến sĩ rồi, mình là tiến sĩ rồi, mình ở Harvard đây đúng không, mình là chuyên gia trong này, không phải đâu. Tức là lúc nào cũng phải cực kỳ khiêm tốn để học cái mới thôi. Còn chuyện về chuyển giao những cái điểm chung thì như anh nói nãy về cái trong nghiên cứu được cái là nếu em làm đủ lâu thì em sẽ được chịu trách nhiều trách nhiệm hơn, em có thể quản lý một dự án ở riêng em, rồi cái quá trình mà planning, quá trình lên kế hoạch, thực hiện kế hoạch, rồi quản trị rủi ro các kiểu, nó cũng với anh thôi là nó được sử dụng hoàn toàn về trong mặt kinh doanh, về kiểu như là mình có một sản phẩm mới mình cũng phải làm cái chương trình như trang vậy. Còn kinh doanh ngược lại thì thực ra hai cái mục tiêu của chuyện nghiên cứu và chuyện kinh doanh nó hoàn toàn khác nhau. Nghiên cứu là mình tạo ra cái mới hoàn toàn luôn. Nhưng mà kinh doanh là mình tạo ra cái mới nhưng đồng nghĩa mà bán được. Tức là có người nào muốn mua, chứ không phải chuyện mình tạo ra cái mới cho vui. Đó là hai cái khác biệt duy nhất anh thấy là ở học thuật và kinh doanh. Là cái mục đích, tại vì nếu nói về cái gọi là những cái task bình thường hoặc những cái chương trình quản trị dự án bình thường thì nó cũng theo những step cơ bản đó thôi. Nhưng cái mục đích một bên là để tạo kiến thức mới, một bên là tạo kiến thức, cũng có thể tạo kiến thức mới luôn nhưng mà phải bán được.
Nó có thêm một cái khác biệt đấy đúng không? Yeah. Em thì em khi mà em làm cái chủ đề cho cái số nói chuyện này với anh ấy thì em nghĩ đến một cái điểm rất là chung, và cái cảm giác đấy em rất là thấu hiểu, đấy là giữa con đường nghiên cứu và kinh doanh ấy, đôi khi nó có một cái sự mông lung, một cái mơ hồ và những cái rủi ro. Em đã từng, bởi tụi em cũng nói chuyện nhiều trong cái cuốn Bước ra thế giới á, cái cuốn về du học sau vòng sắp tới, thì rất nhiều người cũng đã chia sẻ câu chuyện là ở giữa quãng đường nghiên cứu đấy thì họ cảm thấy mình lạc lối, hoặc là tụi em cũng đã từng gặp một câu chuyện là có những chị cũng làm nghiên cứu sinh tiến sĩ các thứ rồi và cảm thấy là đổi đến 2-3 cái phòng lab rồi nhưng vẫn cảm thấy là không phù hợp với mình và quyết định là cuối cùng là từ bỏ. Yeah. Đấy thì câu chuyện ở đây là cái sự mơ hồ hay là những cái rủi ro, cái sự bất định đấy, mình sẽ kiểm soát nó hay là mình sẽ đối đầu với nó như thế nào, và anh đã làm chuyện đấy như thế nào? Cái này thì anh hiểu, thì anh thấy bạn đang gặp rất thường thường những em để ý những cái đoạn giai đoạn chuyển giao mà những giai đoạn thực ra đến cuối từng giai đoạn đấy họ có nhiều hoặc là mọi người nói chung là có rất là nhiều câu hỏi về chuyện là mình có nên đi tiếp đoạn đường này không, mình có nên tìm tiếp học bổng hay không, mình có nên làm một cái postdoc nữa hay không, hay là mình nếu mình tìm không được suất giáo sư ở trường nào đó thì mình hay là mình vô mình ra ngoài làm cho ngoài industry. Thì câu hỏi đó lúc nào nó cũng có xảy ra, thêm bất kể, anh nghĩ là bất kể giai đoạn nào, ngay cả từ tốt nghiệp đại học, tốt nghiệp thạc sĩ, tốt nghiệp tiến sĩ, postdoc thứ nhất, thứ hai, thứ ba đều vậy cả. Đến lúc đó thì mình xin cái chuyện là mình hơi lo lắng về tương lai, nó hay như vậy. Mà với anh thôi thì anh có thường trước khi hoặc gần cuối những giai đoạn đó anh ngồi plan, thì kiểu là mình lên kế hoạch là ok mình muốn làm gì. Còn phần lớn thời gian anh hiện tại khi anh làm việc, anh tập trung cái nó hơi ngắn hạn thôi, tức là mình làm tốt thật tốt cái mình đang làm thôi. Còn những chuyện kia nếu mình đã có cái timeline sẵn rồi, đến lúc nào mình làm được gì thì mình cứ làm thôi. Còn đừng quá lo lắng, tại vì lo lắng nó thường thường nó sẽ tiêu cực nhiều hơn tích cực. Còn ví dụ như là em tốt nghiệp tiến sĩ đi ha, em có thể em tìm postdoc, em có thể tìm công ty, em xem sau đó có cơ hội nào đến, cơ hội đến mình cảm thấy tốt nhất, hợp mình nhất, mà có duyên nữa thì mình chọn. Thôi. Còn nếu mình nhiều quá về tương lai, hóa ra nhiều khi mình đang làm tương lai xấu đi. Em nghĩ đây là một cái điểm rất là quan trọng mà nếu mà các bạn nào mà khán thính giả trẻ đang nghe thì mình nghĩ các bạn có thể rút ra được, đấy là ở đây chúng ta có một người đang nghiên cứu postdoc đúng không, đã đi làm chủ doanh nghiệp, và anh ấy nói là ở tất cả các giai đoạn của cuộc đời thì chúng ta đều có thể hoang mang vô định và cảm thấy là không biết là tương lai của mình sẽ đi đến đâu. Thôi nên suy ra là làm đến đâu thì hãy tập trung vào giai đoạn đó, làm thật tốt những làm thật tốt giai đoạn đó và đừng nghĩ quá nhiều những cái thứ làm cho mình sao đâu, không nghĩ quá nhiều nhưng mình phải lên kế hoạch cho nó. Lên kế hoạch trước, thường anh lên kế hoạch trước bao lâu? Cũng tùy em, ví dụ ha, là khi mình nó phụ thuộc vào cái bước tiếp theo mình muốn làm gì. Ví dụ như là sau khi học đại học xong đi thì em nộp giả dụ một số người đi học muốn tìm học bổng tiến sĩ thì phải xem coi quá trình tiến sĩ đã nộp cần bao nhiêu thời gian. Và trước đó em phải lên planning cho coi khoảng thời gian đó, rồi trước đó sau đó em cứ làm thôi. Và trong trường cấp ba, mấy bạn cấp ba vậy, khi muốn nộp đại học thì cũng phải nó có một khoảng thời gian tầm 10-12 tháng thì họ phải chuẩn bị từ trước đoạn đó. Còn đương nhiên là khi mà mình ra ngoài đi làm rồi thì nó phụ thuộc vào chương trình tuyển dụng đúng không, có một số nước lâu, một số nước thì mau hơn, như là Đan Mạch thì khá là lâu. Từ 3-4 tháng thì thường người ta sẽ tập trung tìm việc trước 3-4 tháng trước khi ta tốt nghiệp. Một bài học khá là hay dành cho tất cả mọi người và để cho mình cảm thấy bớt hoang mang đúng không? Nếu mình còn trẻ mà mình cảm thấy hoang mang thì anh nghĩ chuyện đấy khá là bình thường, bởi vì ai cũng vậy thôi, ngay cả những không người không biết thì nhiều nhưng cũng vậy thôi. Ở Harvard vẫn có thể hoang mang được, không có vấn đề gì hết. Có một cái câu này nó hơi trừu tượng một tí, nhưng mà cái điều làm anh hạnh phúc khi mà ở giao điểm của giữa hai thế giới đấy, một thế giới về học tập, một thế giới về kinh doanh, thì cái điều gì làm anh vui và anh hạnh phúc nhất? Với anh coi cái chuyện cái công ty như là một đứa con tinh thần khá là lớn đó. Cho nên anh mãi trong 4 năm anh vẫn chưa bỏ được, vẫn cứ để nó sống hoài. Thì điểm hạnh phúc nhất bây giờ khi mình làm toàn thời gian nó rồi đó, là ngày nào cũng có thể có động lực để lên văn phòng làm thật là sớm mà về khá trẻ. Nó khá là vui, nó kiểu như là mình vô môi trường mà mình được làm cái mình thích nè, được nói chuyện với, được làm chung với những người mà làm hợp với mình. Là thấy là thấy vui rồi. Còn đương nhiên chuyện mà khởi nghiệp thì nó có, và phần lớn công ty khởi nghiệp sẽ gặp vấn đề và sẽ đi xuống. Cho nên cái chuyện nó cũng phải là mình phải gọi là đừng quá bi quan về chuyện đó.
Cái này em giả sử thôi nhá. Yeah. Giả sử nếu mà mọi thứ nó thuận lợi thì không nói làm gì. Thế nhưng mà nếu mà một ngày cái công việc hiện tại anh đang làm, công việc kinh doanh chẳng hạn, nó gặp trục trặc chẳng hạn, như anh nói là startup team không ai nói trước điều gì. Đúng. Thì cái bước tiếp theo của anh sẽ làm gì? Anh có quay lại con đường nghiên cứu không? Anh được cái là như nãy anh nói thì trong công ty anh vẫn làm nghiên cứu rất là nhiều. Cho nên chuyện quay lại con đường học thuật nó không làm vấn đề đâu. Thực ra không vấn đề, cũng có thể là plan 5-7 năm nhiều khi lại chán quá là quay lại tìm giáo sư, đúng không? Lúc đó giáo sư mới bị hơi già xíu nhưng mà không sao. Còn cái quan trọng nhất của chuyện làm startup là mình học được cái chu trình khi mà mình bắt đầu mình setup một cái, mình tìm người như thế nào này, xong rồi mình setup mình cần đi theo những bước gì để mình lập một công ty. Thì cái đó anh nghĩ là cái mà anh học được nhiều nhất thôi. Còn anh nghĩ là nếu cái đầu tiên ok rồi á, hoặc gần ok á, thì cái làm cái thứ hai chắc là sẽ ít khó khăn rất là nhiều. Mình có mối quan hệ, mình có kỹ năng tí xíu, mình có đúng người mình làm, ít nhất là những người mình làm chung mà đã hợp rồi. Cho nên chuyện làm lại khác nó không thành vấn đề. Chưa cái là nhiều khi nếu mà em làm công nghệ quá sâu á thì em cần một thời gian để phát triển công nghệ thì nó lại mất thời gian một tí. Nhưng mà phần lớn nó thật ra là có rất là nhiều những đề tài có thể thương mại hóa được trong trường đại học mà em có thể làm, thì mình có thể xem qua những công nghệ đã phát triển trong khoa mình hoặc khác, xong rồi mình xem cái nào hay nhất, mình nói chuyện với giáo sư hoặc nói chuyện với department đó, mình muốn ok ta muốn thương mại hóa cái này, mình có support hay không. Đó cũng là một cách để mình đi tiếp. Trong suốt quá trình mà tụi anh làm doanh nghiệp á, làm Lotus á, thì có khi nào mà có một cái sự conflict, một cái sự mâu thuẫn về mặt gọi là ví dụ là tôi ở bên nghiên cứu thì tôi muốn làm cái này, thế nhưng mà anh ở bên kinh doanh thì anh lại muốn ưu tiên cái mục tiêu khác trước? Có thì cái chuyện này nó xảy ra có thường xuyên không, và nếu mà gặp như thế thì mình xử lý như thế nào? Nó xảy ra khá là nhiều lần em, tại vì anh thường đứng về phe nào? Anh thực ra anh là người neutral trong team. Nhưng mà có cái không biết có đúng hay không, nhưng mà anh nghĩ là số lẻ của người đồng sáng lập là số tốt hơn. Đúng rồi, chính xác. Số chẵn đôi khi nó tạo ra vấn đề, thì kiểu là đứng trước những quyết định quan trọng mà mình không có biết theo nên theo hướng nào thì mình lại thiếu một cái third opinion, đúng không? Thì bọn anh cũng có. Thực ra bọn anh là có một người khá là lớn tuổi hơn, có nhiều kinh nghiệm hơn nói gọi là anh đó đi. Thực ra anh khá là lớn tuổi rồi, thì background của anh đó là thuộc về bên mảng, về bên mặt finance, về kinh tế nhiều hơn là kỹ thuật. Nên họ có một cái view, họ có một cái nhìn khá là khác so với mình. Thì họ nhìn lợi nhuận, họ nhìn về mọi thứ. Mình thì cái technology này, cái sản phẩm mình nhìn có vẻ ngon này, cái gì có làm, nhưng mà thực chất đôi khi nó lại chưa có cái khách hàng nào muốn nó cả. Thì mình lại phải giảm tí xíu để nhưng mà đó là cái quá trình mà khi mà mình discuss, mình thảo luận, rồi mình nó gồm nhiều factor, nó gồm nhiều cái yếu tố khác nhau để bảo là nên làm này hay nên làm kia. Có đôi lúc những ý tưởng này về mặt nghiên cứu rất tốt, nhưng mình vẫn chưa làm được. Có thể mình sau này mình làm, nhưng mình chưa làm được, mình tập trung cái nào mà có thể có lợi trước mắt cho công ty đã. Nên là cái chu trình nó xảy ra gần như là hàng tuần em, gần như là hàng tuần luôn, tại ý tưởng về nghiên cứu nó vẫn đi ra hàng ngày. Rồi kinh doanh, về mặt kinh doanh, người làm sales thì họ lại quay về nói ô cái này không được đâu, cái kiểu mình phải đổi tiếp. Có chương trình nó gần như là quá trình đó là thử, nếu em nói sai. Là hàng ngày làm việc là như vậy. Hàng ngày việc là tranh luận với nhau để xem gần như là gần như chúng ta là nên làm gì, đúng không? Dạ, gần như là ý là tranh luận nên làm gì, hoặc là với chỉ là với ý tưởng thôi, còn những cái nào mà những cái project nào là có cái execution, có cái kế hoạch để hành động á, thì thường mọi người không có bàn nữa. Fix là thôi, mình cố định là thôi. Em thì em nghĩ là có lẽ là số người giống như anh mà không phải là nhiều, tức là một người mà đã đi nghiên cứu khoảng 10 năm sau đấy chuyển hướng sang làm kinh doanh, sáng lập ra một cái startup luôn, chắc là cũng không nhiều bạn trẻ có thể đi theo cái con đường kiểu như thế, hoặc là chọn một trong hai thôi, hoặc là rất là khó để có thể đi con đường như anh ấy. Nhưng mà giả sử nếu mà có ai đó mà vẫn vừa có đam mê, vừa có muốn tìm tòi sâu, muốn nghiên cứu nhưng mà vẫn muốn làm kinh doanh, thì từ câu chuyện của anh có lời khuyên nào cho các bạn không? Cái này cũng thực ra anh nghĩ là như cái trường hợp của anh này cũng
khá là may mắn, thực chất là khá là may mắn. May mắn về chuyện là khi mình chọn đề tài nghiên cứu, mình chọn cái đề tài nó tính ứng dụng cao để nó có thể thương mại hóa được dễ hơn những đề tài khác. Chủ yếu thực ra phần lớn đề tài nghiên cứu về cơ bản và những ứng dụng nó có thể hơi xa hơn so với thị trường. Thì nếu những bạn mà muốn làm thương mại hóa đi và gọi là công ty công nghệ sâu luôn đó, thì có lẽ là phải suy nghĩ về chuyện khi mà vừa bắt đầu mình nghiên cứu, mình phải chọn đề tài đó để nó gần với thị trường hơn. Còn những đề tài quá xa, như ví dụ những khi mà anh nghiên cứu bên Harvard, thằng nghiên cứu cái postdoc thì rất là xa so với thị trường. Cứ vật liệu mà mình có thể mình xuất bản rất là nhiều bài báo khoa học rất tốt, nhưng mà về mặt ứng dụng thì nó lại rất là xa. Thì có lẽ là cho những người mà muốn đi nghiên cứu lại sau này là muốn thành lập công ty hoặc là startup đi, chắc là cái quá trình khi mà mình chọn đề tài là quan trọng nhất. Mình sẽ làm sao để cảm nhận được là nó gần với thị trường và gần với những cái mong muốn của khách hàng, để mình có thể tạo một bước đà dễ hơn cho sau, sau này, đúng không ạ? Em nghĩ là cái cuộc trò chuyện của chúng ta nó cũng khá là vui vẻ và có khá nhiều thông tin bổ ích rồi. Chắc là để kết lại thì em hỏi thêm anh Hòa một xíu nữa thôi, một câu cuối cùng đi. Trong suốt quá trình mà nghiên cứu hay là kinh doanh như thế thì điều gì là cái kim chỉ nam cho hành động của anh? Có một cái về hồi xưa anh có coi hai câu hoạt hình. Thì có một phim hoạt hình, một bộ phim á, thì anh có, thực ra anh có đề cập trong cuốn sách á, cái chương sách á, là phim Ba Ngốc á. Là một cái bộ chuyện như là The Snowball hay gì đó mà một cũng người trẻ nghiên cứu, xong rồi anh không nhớ rõ tên nữa nha. Anh nhớ là anh phải Google để lấy cái tên chấp sắc. Nhưng mà chủ yếu là nó có một cái suy nghĩ là mình nên làm tốt việc của mình. Mình làm thật tốt thôi. Còn những chuyện khác về lợi ích, về tiền bạc, về danh vọng, mọi thứ, nếu mình làm tốt đủ, nó tự nó đi theo thôi. Đừng nên lấy nó làm mục tiêu phấn đấu. Lấy chuyện nó mục tiêu thành mình làm thật là tốt việc của mình thôi. Còn những chuyện khác anh nghĩ nó sẽ đi theo. Nói chung là mình cứ là một con người ngây thơ, đúng không? Đi theo tiếng gọi trái tim, đúng không? Ngày hôm nay có thể nghiên cứu về nano, về kỹ thuật vật liệu các thứ ở Harvard, nhưng ngày mai có thể đi làm nhà khoa học biến đổi nhà hoạt động môi trường về biến đổi khí hậu, đúng không? Em biết là anh rất là support cái dự án đấy. Đúng rồi. Là anh vẫn đang trong dự án đó mà thời gian rảnh anh vẫn trong dự án đó, vẫn nghe cái buổi kiểu như là mấy buổi talk các kiểu. Hy vọng là trong 5-10 năm tới chúng ta sẽ nhìn thấy một cái thành quả, một cái sản phẩm gì đấy mà sẽ giúp bảo vệ loài người khỏi tuyệt chủng bởi biến đổi khí hậu. Em rất là cảm ơn anh Hòa đã tham gia cái buổi trò chuyện với cả người trong ngày hôm nay. Okay.